Đến. Tạm thời cáo điện rồi đó. Dạ, cáo điện cho dân trước tết. Trước đây thì chưa có điện, bà con thì vẫn đón Tết bằng đuốc, bằng đèn. Nhưng bây giờ bà con đã có điện, quốc gia nhà nước đã quan tâm hàng đầu, ở nhất là chỗ khế chữ này. Bà con rất phấn khởi, rất vui mừng. Và sắp tới là có Tết, bà con có điện để mà đón giao thừa. Rồi. Rồi anh em vỗ tay cái đi. Dạ, yeah, rồi. Tết nhất là bà con đến đi xem đi. Rồi, đánh sót vào TV qua đây. Lấy mẫu ra. Ôi, nói chung là không những là năm nay là mà 4 5 năm trước đây là cũng chưa có điện. Mà đến hôm nay thấy có điện sáng, điện thì là khe chữ là bà con rất là vui mừng. Là năm một năm là khó khăn mà một năm cũng có điều kiện để cho bà con là có một cái ánh sáng và tiếp cái đón Tết rất là vui. Được mở TV rồi mở trường đình này các. So với năm trước là không có, năm nay là điền về tới đây là thấy là bà con rất là phấn khởi. Đấy là mở cửa mở nó ra sửa gì đó đó. À cái đó. Hồi nãy như kiểm tra thôi đúng không? À đúng rồi, như kiểm tra đó ha. Đây thay đồ. Bước qua là có mà quay cho mấy cái quán kia hai hẹn. Nhất là cái đường xá đi là vật chuyển vật tư vật liệu hết sức khó khăn, nhưng đơn vị thi công cùng với người dân tập trung triển khai thực hiện. Đến chiều hôm qua là công trình điện khai chữ này được chính thức đóng điện. Thì phải nói rằng đây là cái điều kiện tốt nhất cho người dân khai chữ mới về cái khu mới, thì đã tiếp cận được cái nguồn điện, có được cái ánh sáng để vui xuân đón Tết một cách vui tươi và phấn khởi. Có điện thoại đi, bật công tắc này, bật công tắc này, bút này, bút điện. Còn nào cách bón này, công tắc bón này, bón 1, bón 2, bật bón lên. Chờ chiêu, chờ chiêu. Và sau khi quả bóng, không qua đây. Và bây giờ, sau khi nhận được cái tin tức này. À, ok.